Sáng nay ngày 21 tháng 5 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm khoa học về việc lan tỏa tinh thần và biểu tượng Phật giáo vào làng nghề Việt và thống nhất nội dung của hai cuốn kỷ yếu Thiền phái Tào động Việt Nam và Phật giáo Việt Nam tại Lào hình thành, phát triển. Tại tọa đàm, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu đã bàn về việc lan tỏa tinh thần, biểu tượng Phật giáo Việt Nam trong các làng nghề Việt, để từ đó lan tỏa tinh thần, biểu tượng, giá trị, văn hóa Phật giáo trong đời sống của xã hội, góp phần xây dựng nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam. Bên cạnh đó, tọa đàm cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của các làng nghề, gắn sản phẩm từ các làng nghề với tinh thần, biểu tượng, giá trị Phật giáo, làm phong phú, đa dạng và gia tăng ý nghĩa, giá trị sản phẩm. Chính như chúng ta biết ấy, là các giá trị, các biểu tượng của Phật giáo ấy, thì nó không chỉ có thể hiện ở trong các kinh sách, trong các ngôi chùa, đúng không? Mà phải được lan tỏa vào trong đời sống. Và nếu mà không có những chúng ta không lan tỏa như thế thì cũng có thể rất nhiều người ta không biết. Thì cái việc mà đưa chọn lọc ra những tinh thần, biểu tượng của Phật giáo để lan tỏa thì theo tôi đây là một việc làm mà nó vừa là bảo tồn, phát huy giá trị của Phật giáo. Phật giáo với nền tảng giáo lý, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha là những giá trị tạo nên nền tảng đạo đức, văn hóa của xã hội. Để lan tỏa những giá trị, tinh thần, biểu tượng Phật giáo có nhiều cách khác nhau. Trong đó, một trong những cách quan trọng là truyền tải những giá trị, tinh thần Phật giáo trên các sản phẩm của làng nghề cổ truyền Việt Nam như gốm, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm. Trong cuộc họp ngày hôm nay thì tôi thấy rằng Ban Văn hóa Tư tưởng của Trung ương Giáo hội Phật giáo đã đưa ra những cái tính ứng dụng vào trong các làng nghề và tôi hết sức ủng hộ. Thì với cương vị là một nghệ nhân thì những hoa văn đấy, tính ứng dụng đấy thì chúng tôi rất mong muốn là thông qua Ban Văn hóa là sẽ được rà soát lại những biểu tượng nào cần đủ và đặc biệt đó là phải đúng tư tưởng, hồn cốt của Phật giáo Việt Nam. Mặt khác, các làng nghề truyền thống cũng cần tìm kiếm, làm phong phú, gia tăng ý nghĩa cho các sản phẩm. Vì vậy, việc thể hiện những biểu tượng Phật giáo sẽ góp phần mang đến các sản phẩm một dáng vẻ mới, sức sống mới, ý nghĩa mới. Anh em trong các làng nghề mang nôi văn hóa truyền thống thì đều tâm huyết. Thì văn hóa truyền thống nó cũng đã mang được biểu tượng là đặc thù, đó là văn hóa tâm linh của Phật giáo rồi. Thế thì đã làm, nhưng hiện nay được qua cuộc phát động này của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì anh em làng nghề chúng tôi sẽ thể hiện mình thông qua các tác phẩm, qua các sản phẩm, truyền tải tư tưởng đấy của Phật giáo vào trong các sản phẩm mà mang tính hơi thở ứng dụng, đưa vào đời sống của tất cả những người sử dụng rồi những người dân Việt của chúng ta hiện nay. Dịp này, nội dung hai quyển ký yếu Thiền phái Tào động Việt Nam và Phật giáo Việt Nam tại Lào hình thành, phát triển cũng được thảo luận, thống nhất để biên tập và in ấn để sớm ra mắt chư tôn Đức Tăng Ni, độc giả.